Hạt Kiểm Lâm thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai cho biết vừa tiếp nhận một cá thể cu ly nhỏ quý hiếm từ một em thiếu niên 16 tuổi tự nguyện giao nộp. Theo đại diện Hạt Kiểm Lâm Biên Hòa, cu ly là loài thú quý và cổ trong bộ linh trưởng Primus. Loài cu ly có vị trí đặc biệt trong nghiên cứu tiến hóa và thích nghi với đời sống trên cây và đang bị đe dọa tuyệt chủng. Sau khi tiếp nhận, Hạt Kiểm Lâm Biên Hòa đã đưa cá thể cu ly quý hiếm trên về cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học xã Phước Tân, thành phố Biên Hòa để hồi sức. Khi khỏe mạnh sẽ thả về môi trường tự nhiên.